Trương Hồ Vân Nga tiết lộ bí mật về vụ án với ông cao toàn Mỹ 8 năm trước tuyên bố gây bất ngờ. Cộng đồng mạng thời gian qua nhắc nhiều đến vụ án tình tiền giữa đại gia cao toàn Mỹ và hoa hậu Trương Hồ Vân Nga. Những clip trong phiên tòa được cả hai chia sẻ rộng rãi. Một số còn dành lời khen ngợi cho nàng hậu nhờ vẻ điềm tĩnh khi đối chất với luật sư đối phương. Giữa lúc được tung hô với hình ảnh nữ cường, Trương Hồ Vân Nga vừa qua tham gia livestream với một hot TikToker, thẳng thắn nhắc đến vụ ồn ào năm xưa của mình. Theo đó, nàng hậu bật mí về suy nghĩ của mình khi đối chất trước tòa. Mục đích của mình để làm sao bản thân không bị kết án thôi. Lúc đó tôi nghĩ ra tòa, xong thì cũng quay lại sống trong tù tiếp. Khi biết tin được tại ngoại, tôi rất bất ngờ và cảm thấy may mắn, Trương Hồ Phương Nga chia sẻ. Chia sẻ cảm xúc khi clip liên quan đến vụ án cũ thời gian qua làm mưa làm gió trên mạng xã hội, Trương Hồ Phương Nga cho biết cô cảm thấy may mắn khi bản thân đã được tự do. Sau thời gian ở tù, người đẹp càng quý trọng cuộc sống hiện tại hơn bao giờ hết. Thậm chí khi xem lại những clip trên TikTok bây giờ, cảm giác của mình là cảm thấy may mắn bởi vì mình từng nghĩ sẽ sống một thời gian dài trong tù. Còn bây giờ thì cảm thấy quý cuộc sống hơn bao giờ hết, được đi làm, được nghe nhạc, đọc báo, lên mạng và làm những việc bình thường nhất, Trương Hồ Phương Nga tâm sự. Trước câu hỏi liệu có ý định tái xuất showbiz, Trương Hồ Phương Nga cho biết cô chưa nghĩ đến chuyện này, vẫn đang muốn tiếp tục cuộc sống bình thường. Dù vậy, nếu thực sự có dự án phù hợp, người đẹp vẫn sẽ cân nhắc. Năm 2012, Trương Hồ Phương Nga và cả toàn Mỹ chính thức qua lại. Nhưng 2 năm sau, vị đại gia công nghệ lại bất ngờ tố cáo đối phương mượn miệng, cáo buộc cô lừa đảo chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng. Năm 2015, Trương Hồ Phương Nga nhận quyết định khởi tố của Phòng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên tiếp đó là drama khiến dư luận bàn tán không ngừng. Năm 2017, nàng hậu được tại ngoại đến tháng 2 năm 2019, Công an thành phố Hồ Chí Minh quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can với Trương Hồ Phương Nga vì không thu nhập được thêm tài liệu, chứng cứ đủ để cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết, hiện tại Trương Hồ Phương Nga đã chuyển hướng sang làm công việc văn phòng bình thường. Cô nàng làm giám đốc kinh doanh cho một thương hiệu nội thất ở Việt Nam, từ một nàng hậu giờ lại trở thành một nữ doanh nhân sắc sảo.